Tôi đem ra lau bụi trong cho nó ngon nghẻ sạch sẽ. Yamaha 2090 phải nói là quá ấn tượng luôn. Lau chùi xong sạch bóng luôn. Con đâm ly này bản thân nó đẹp mê ly luôn. Như tại bỏ lâu ở dưới cùng nên là nó có bụi vào. Tôi sẽ mở cho các bác nghe phê như nào. Cho bỏ lúc đời chờ. Đánh nét căng luôn. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như hoa mất rồi. Ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người. Hai tản nhiệt nguồn chiều nao trên. Hai tản nhiệt hai bên quá nhiều sò. Cái nguồn của nó thì phải nói là dạng siêu khủng luôn. Bề sâu của nó gần gấp đôi cái bề ngang.